Nhưng mà ý là bỏ qua những cái yếu tố đó, không lẽ chắc có mình em là thấy bạn hơi bị cái làm bài hát anh rất chú trọng vào những cái hook mà mọi người phải hát theo, phải catchy. Mùa hè đi diễn chung với bài đấy với nhau thì sao nhỉ? Chỉ có cách là em về đội của anh thôi. Em mà về với đội của anh thì mình sẽ làm một bài hit mới của em. Chỉ có mỗi mình em không phải là cái bóng của ai cả. Chưa chắc, nhiều chương trình nó hay nói vậy lắm, nhưng mà quan trọng là làm như nào. Một người thì offer cho em là em về đội với anh để giúp cho anh. Anh không nói là anh không giúp gì cho em cả. So về con số hit, so về con số view, so về lượt view thì... Nếu như vậy thì em lại càng phải về với lại anh. Flexing này em cũng muốn thấy thêm một tí. Em giàu lắm. Su lên lên, em với Su đưa ra quyết định Thái PG. Em mấy tuổi vậy? Làm nhạc bao lâu rồi? Tại sao em làm nhạc? Tại thi rớt hài đó anh. Hợp không? Bên hợp không? Hợp, bên ai hợp? Đây là hợp nhưng mà không có hợp với người khác. And what about you Andre? Em chơi trap rất là tốt, fast flow cũng rất là tốt, rõ chữ. Anh là một người rất là khô khan, anh cần một bạn hài hước và team của mình để team của anh có thể có nhiều màu sắc hơn. Em còn rất là trẻ đúng không? Nhưng mà anh thấy anh lớn tuổi rồi. Lớn tuổi, just more experience. Em thích hợp like nhạc, like life. Đời của mình rồi, nhạc cháy đầm. Em mà về bên anh Thái, em đâu có hiểu gì đúng không? Đừng có lo, có cái team giúp. Được rồi, để anh chim anh khuyên nhá. Nếu mà anh chọn giữa Andre và anh Thái thì anh lại đang hướng về anh Thái hơn. Để anh Thái có thể lắp được những cái trải nghiệm của mình vào cho em. Còn anh sợ là em về team của anh Andre thì một thời gian sau là em sẽ đi chơi cái thứ lúc đấy của em đeo đầy đá, sẽ mất đi cái chân chất của mình. Đâu ai mắt em phải thay đổi đâu. Biết đâu Andre lại cho cái mùi lạ tay mà phủ lên một xoàn, có vàng vòng lên nó phải khác chứ. Bira, em nói một câu công bằng coi. Nếu như sự lựa chọn giữa anh Thái với lại anh Vi thì anh thấy cái sự lựa chọn đấy khá là dễ, là em về với anh Thái. Một người thì offer cho em là em về đội với anh để giúp cho anh, còn một người là em hãy về đội với anh sẽ giúp cho em. Thì em là thí sinh thì em sẽ về cái nơi mà giúp cho em. Chết rồi. Anh không nói là anh không giúp gì cho em cả. Nếu như vậy thì em lại càng phải về với lại anh Thái. Tại vì cái flow của em rất là hợp với anh Thái. Còn em nghe nhạc của anh Huy đi. Nhưng mà quan trọng ấy là em không hiểu anh Thái nói gì và anh Thái không hiểu em mới nói gì. Về với nhau để làm gì? Anh Thái có tim. Anh cũng có tim mà em. Anh Thái có tim thì ông cũng có trái tim vậy. Tim của Andre nhầm gì nè. Ông kết được chưa ta? Chỉ còn em thôi chứ nãy giờ tôi thấy Andre của tôi hơi bị lép rồi đó. Hiện nay cả thế giới chống lại Andre đó. Tại vì tôi thấy ở miền Tây người ta cũng giàu lắm á anh. Flexing này em cũng muốn thấy thêm một tí. Ta giàu lắm. So. Anh em mình không có giá trị ở cuộc đời này rồi. Giờ là Ti không có cùng quan điểm với anh đúng không? Em tưởng anh cùng quan điểm với em. Em cảm thấy em ngồi lên chiếc ghế thì hơi sai rồi. Đáng lẽ anh nên cho em xuống dưới thì nó có lý hơn. Đúng rồi. Anh thấy em xuống dưới em giành giật có vẻ hợp lý hơn đó. Chứ trên đây bất đồng quan điểm thì em thấy không ok lắm. Vậy chứ bộ xuống dưới đồng quan điểm chắc. Ai bảo lên đây làm gì? Ai bảo lên đây mua ghế này làm chi? Thì đâu có biết đâu, đâu có hỏi trước. Mua rồi thấy mình hố hả? Thì bây giờ làm sao? Phải chia sẻ thẳng thắn là tất cả mọi người đều dốc hết tốc lực để có thể chọn lọc được những thí sinh. Không nhiều quá. Thôi thì qua qua đây đi. Bây giờ quyết định là cho em ấy Tư check message. Ủa bây giờ có cái vụ check message nữa hả trời? Rồi giờ là hai người một phe đúng không? Tôi thà một mình còn hơn. Thôi bây giờ vậy, cái mùa năm nay mình muốn có những cái làn gió mới, nó đặc biệt hơn. Cứ thấy người nào là màu này là cái cho vô đây, màu này cho vô đây, vậy có quá dễ đoán hay không? Đúng, phải làm một cái gì đó bứt phá. Thôi em đưa ra quyết định Thái PG. Flexing này em cũng muốn thấy thêm một tí. Su, em với Su đưa ra quyết định Thái PG. Thực sự là em muốn về team của anh Big Daddy không? Dạ, bất cứ ai mà có thể làm cho em ngày càng nâng cấp được thì em đều rất là vui. Nếu vậy thì anh nghĩ là em đang nhìn cái người huấn luyện viên đó đây. Nó biết thả miếng rồi đó. Big ơi, nói cái gì đi chứ người ta coi em không ra gì rồi đó. Không em ơi, anh nhìn em ấy nó như một cái mô phỏng của anh ngày xưa này.
anh rất là thích fast flow này, làm bài hát anh rất chú trọng là những cái hook mà mọi người phải hát theo, phải catchy. Mùa hè đi diễn chung với bài đấy với nhau thì sao nhở? Chỉ có cách là em về đội của anh thôi. Em mà về với đội của anh thì mình sẽ làm một bài hit mới của em. Chỉ có mỗi mình em, không phải là cái bóng của ai cả. Chưa chắc, nhiều chương trình nó hay nói vậy lắm, nhưng mà quan trọng là làm như nào. Trên thang điểm từ 1 tới 10, cái sự mong muốn bạn về với lại B-Ray là bao nhiêu điểm? 10 đương nhiên. 10 thôi hả? Thì số mà ai muốn nói gì nói. Xin giám khảo bớt hỏi những câu sáo rỗng ạ. Em có thực sự tự tin khi mà em đang đặt cái giá trị về bài hit quá là hào nhoáng với một em bé như thế này không? Câu này còn sáo rỗng hơn câu hồi nãy à? Tôi đi vào. Nếu mà em về với lại bên anh Big Daddy, em sẽ đi vào một cái ngõ cụt mà trước giờ em vẫn đã đi rồi. Wait wait, tại sao lại là ngõ cụt? Bạn ấy chọn cái cách đi fast flow, tức là bạn ấy thích con đường đó. Em có handle được bạn ý và em có mang đến được cho bạn. Câu này có y chang câu sao rộng. Câu này sao rộng nhất từ nãy giờ. Y chang. Không lẽ bây giờ tôi là huấn luyện viên tôi nói em ơi, vậy đội anh này, vậy đội anh không có đường phát triển. Ai mà ăn nói kỳ, tức dễ sợ. Nếu như mà bây giờ về với em thì cái điều mà em khắc phục cho bạn là gì? Bạn lại drop chậm à? No. Không, ít ra bạn sẽ có vài lỗi ở trên sân khấu. Nhưng mà ý là bỏ qua những cái yếu tố đó, không lẽ chắc có mình em là thấy bạn rất là ok à? Em cảm thấy là nếu như mà bạn về với em sẽ cho bạn lựa chọn nhiều cái chủ đề hay hơn. Ý là cái chủ đề lúc nãy không hay. Hả? Tôi xin giám khảo không nên công kích huấn luyện viên của chúng tôi trong khi người ta rất là thiện chí. Anh giúp cho bọn em làm sao để có thể đi kiếm tiền, đi chạy show. Anh làm được điều đó. Ở đây ai cũng làm được điều đó mà biết. So về con số hit, so về con số view, so về lượt view thì... Tôi có cảm giác như là ban giám khảo đang cố tình giả bộ hỏi qua hỏi lại để hướng thí sinh về với B-Ray thì phải. Em không cần phải bỏ cái tên. Hình như các bạn không coi biết cái gì của chúng tôi ra gì. Andre cũng là người bấm mà, ngồi như một pho tượng vô hình, không ai liếm xỉa. Đứng lên nào. Đấy, đẹp trai ngay. Anh đã nghe nhạc của em rất là nhiều rồi và anh biết thế nào là điểm mạnh của em và điểm yếu của em. Andre có thể làm trưởng FC của em luôn. Anh nhóm em thấy, I think you'd be a good fit for Andre. Yeah, thanks bro. 2, 3, Andre right hand. Hey. No, really? Yeah. Chắc anh à? Em cảm thấy nó không được công bằng cho lắm. Sorry. Really? Cái cú này em hơi bị cay. Đóng xếp Rap Việt mùa 3 2023 xem sớm nhất trên ứng dụng Zion và 20 giờ từ ngày 27 tháng 5 trên kênh VTranel HTV2.